Trận đấu bắt đầu. Mời các bạn cùng theo dõi trận đấu của hai cơ thủ Trịch Bắc Linh gặp Trường Xuân Công Chúa. Trận đấu bắt đầu. Như vậy là anh Trịch Bắc Linh sẽ phá trước. Tỷ số nào đứng rồi? Tỷ số 4 à? Chào Huấn Kiều, chào tất cả anh em nhá. Đây là trận đấu giữa anh Trịch Bắc Linh gặp và Trường Xuân Công Chúa. Có gì em gọi. Thế em còn lâu. Ngủ giấc đi. Huy đi nghỉ giấc đi em. Mỗi biết thì này ngất ngay từ tập 1 đi anh đánh. Chuẩn bị rồi. Ai thắng ấy à? Anh Việt đây. Tiếp theo trên bàn số 4. Luân Yên Bái gặp Hải Linh Bình. Luân Yên Bái gặp Hải Linh Bình trên bàn số 4. Đây là tài năng trẻ Trịch Bắc Linh, một tài năng hiện nay đang lên cơ rất nhanh, đánh rất hay. Cú thóc anh Trịch được xếp hạng B, còn Trường Xuân Công Chúa được xếp hạng C. Anh Trịch Bắc Linh này chấp anh Trường Xuân Công Chúa một ván. Ôi giời ơi. Lần đầu tiên anh Trường Xuân đi đánh giải và anh được live stream này, có vẻ anh hơi bị lavante một tí. Một pha sút tê suýt thành công của anh Trịch Bắc Linh. Anh có một cái tên rất là hay. Cú thóc đánh hay lắm. Một vấy ván đầu tiên thì nói lên điều gì. Từ từ người ta mới vào cuộc. Trường Xuân Công Chúa cũng là một tay cơ trẻ, rất là triển vọng.
anh vừa có ra tâm lý à, anh vừa có ra tâm sự với tôi rằng là lần đầu em đánh giải livestream tê quá anh ạ, tay anh như cầm cái cầm gậy như cầm cái sào beng. Rồi, như vậy anh Trịnh Bắc Linh gỡ hòa tỷ số 1-1. Anh em cùng cho hai cầu thủ một tràng bão lai đi xem nào, cho nó hứng khởi đi xem nào. Chào Diệu Kè. Chào Thắng Chim Sẻ của Lam Định nhá. Anh em lên đây đồng vui thế mà không đi. Không. Chào Giang Văn Trương nhá. Lại chén à? Rồi, cơ hội cho anh Trường Xuân thể hiện. Thế vì rất là thoáng. Chào Lam Cu Teo nhá. Ok, Tàng Văn Trương nhá. Ôi thôi, anh điều cái gì này? Anh điều như một cánh diều đuôi luôn. Trương Nhật Phi, tôi đánh kém bạn ạ. Tôi làm nghề thôi. Lâu rồi cũng không tập luyện bia, bây giờ đánh kém lắm rồi. Giờ vào múa may quay cuồng rồi. Ai chà. Và đánh quốc xê còng của anh Trường Xuân Công Chúa nhưng mà anh trượt rồi. Chào Phong He nhá. Chào tất cả anh em. Đang giờ ngủ trưa hay sao mà ít người xem thế. Trần Văn Tùng và Hiếu Thái Nguyên chuẩn bị nhá, có bàn là đánh. Rất chính xác, như vậy là anh Trịnh Bắc Linh đang đánh những đường cơ rất tự tin. Chào anh Trần Kiên nhá, chào tất cả anh em. Trịnh Bắc Linh là tài năng trẻ đang lên của Bắc Linh. Anh đánh rất chi tiết và cẩn thận. Ui giời ơi. Với khen xong rồi anh trượt luôn con bi số 7. Anh cố gắng điều cái con bi số 8 và anh trượt bi số 7. Đâu? Hải Linh Huỳnh chấp luôn Yên Bái một ván. Ừ.
À, Trọng Nguyên có nhá, anh Khánh có chơi nhá. Đó, chúng ta cùng xem anh Trương Xuân Công Chúa anh thể hiện nào. Lọc. Mình xin có lọc nha. Vui phết nhỉ. Có cảnh ông Linh Bình chấp Yên Bái một ván. Vui hết nhỉ. Hay quá nhỉ, Trịch Bắc Linh anh đánh quá chính xác. Của anh con bi quá tự tin. Anh em cùng chia sẻ cũng như là like cái trang Facebook Hợp Cơ Bilat để cập nhật các trận đấu cũng như các giải đấu. Ui, Trịch Bắc Linh đang đánh như con bi quá tự tin. Anh đánh đúng là tài năng trẻ đến từ Bắc Linh, anh đang đánh rất bay bổng, quá chính xác. Quá chính xác, anh đang đánh quá tự tin. Phương Tuấn Bùi, anh Hoàng Phú Thọt thì bận đi công tác, thành ra là không tham dự giải đấu này. Anh Trịch Bắc Linh đang đánh rất tự tin. Nhưng mà rồi thì con 6 và con ra con 7 thì anh căn sai góc rồi. Tôi hiểu ý đồ của anh nhưng mà anh căn sai góc. Anh đánh hai băng dậu xả nhưng mà căn sai má. Một pha chạy đạn. Ô, anh định bắt đuôi cái vào đít 9 nhưng loài mông rồi. Cơ hội cho anh Trường Xuân Công Chúa. Hoàng Long có chứ. Sẽ quay. Ừ, bảo sao. Ôi giời ơi, anh đánh siêu mỏng cánh mà không thèm chạm luôn. 2-1 nghiêng với em đúng không? Cơ hội cho anh Trịch Bắc Linh gỡ hòa 2-2. Dạ lắm. Ở à đâu Xuân Nghệ An.
Xuân Nghệ An này nhà ở đâu? Không, Xuân Nghệ An ở Nghệ An, ông giả người. Xuân Nghệ An ở Đông Anh. Hai đều ở trường. Tiếp theo trên bàn số 2, Trần Văn Tùng, sorry. Hiếu Bắc Cạn gặp Đại Taxi ở trên bàn số 2. Em ơi, Đồng Cơ game Trọng Lâm. Chưa, em chưa. Trần Văn Tùng à? Chưa, tí nữa. Thôi đứng quan ra camera xe hết rồi. Tỷ số là 2 đều. Một pha chạy đạn sinh viên của anh Trường Xuân rất hiệu quả. Đuôi rồi. Tốt. À bằng tốt. Tiếp theo trên bàn số 1, Phạm Thành gặp Phan Thành. Đồng Cơ game Trọng Lâm. Đâu? Dê gặp dê mà. Vâng. Game hạng D thế thôi, không đánh đến bao giờ xong. D với D á? 5, C với C chậm 6, B với B chậm 7. Dạ. Anh chấp 7, chấp 2. Anh á, 1-2, có 2 bàn ra là anh đánh. Anh Trịch Bắc Linh đang đánh rất tự tin. Còn một bi số 9 nữa thôi. Tỷ số đang là 2 đều. Tốt, tỷ số được nâng lên 3-2 cho Trịch Bắc Linh.
Phan Huy Nam, nếu có đến lượt trận thì tôi sẽ quay nhé. Đức Mắm vừa thắng đúng không? Đạt phiêu bạt thì tôi cũng không biết được. Cái này thì có thể là bạn phải liên hệ với bạn Trịch để bạn hỏi sau thôi. Anh Khánh à, đâu chú Khánh à, chú Khánh à, đâu rồi? Vừa nói đến Trịch xong rồi các anh em hào hứng hẳn lên nhỉ. Anh em cùng chia sẻ mạnh video về Tường nào, cổ vũ cho các cầu thủ cũng như cổ vũ cho giải nhỉ. Chín vì nghiệp dư Thái Nguyên mở rộng. Trịch đang đánh rất tự tin, anh đánh rất chính xác. Ôi giời ơi, một cú đánh hơi vội vàng, anh bóp cả hai vú xong anh bỏ chạy. May cho anh là anh chạy hơi xa, anh là chưa để lại đạn. Không quay ở nét hơn này đi bạn, sao không nhỏ quay các bạn khác? Thôi đặt cố định ở bàn này thôi, bàn tivi thôi. Dưới chợ gì rất chính xác, còn ba bi nữa thôi.
cơ hội cho anh Trịch Bắc Linh tiếp tục nâng cao tỷ số. Anh đang đánh rất tự tin. Anh điều con 8 hơi bị tụt quần rồi. À sorry, có con 7 ở đây, tôi bị che mất, không nhìn thấy. Rất tự tin. Còn 2 bi thôi. Rất tự tin, anh Trịch Bắc Linh nâng tỷ số lên 4-2 rồi. Có độ không? Triệu. Mê Linh. Hà Nội. Đánh chém mà. Đánh vui. À, hay kiểu thích độ vui ngoài 1-2 triệu vui. Máu. Trước là cũng hay đi kiểu hay đánh ham đánh ngoài các cơ bộ ham đánh bộ, nhưng mà bỏ một thời gian bây giờ đánh. Thằng D qua đánh đèn thằng Cường ấy, 10 đi số 7, mới đi đánh số 7 đây lúc chiều qua. Không, hôm qua hỏa hòa, hôm nay cũng không thể vượt lên. Thằng Quân đánh quả 8, Cường đánh quả 10. Chào Đại Duy Lê nhá, chào tất cả anh em. Chúng ta cùng chờ để xem anh Trường Xuân Công Chúa anh thể hiện nào. Mất lượt. Mất lượt. Tên ngày xưa hay thế đấy còn. Quá chính xác. Ôi, anh Trịch anh đánh rất tự tin. Pha trù lắc lỗ.
Anh Châu rất quyết đoán, nhưng mà rất đáng tiếc là con hai bị lắc lỗ rồi. Bốn ba đúng không? Ban Nong chào bạn Khánh Thái Nguyên nhé. Không biết được Ban Nong. Không vào được đâu, anh phải vào của anh thì mới vào được. Vâng, vẫn nghe được. Điều hơi lon lực. Ok, chào bạn. Wow, mặc dù anh điều hơi lỗi nhưng anh vẫn chém chết vì số 8. Để xem con 9 này anh dứt điểm như thế nào nào. Quá chính xác, anh đánh quá tự tin. 5-3. Anh trịch và clinch. Anh rất tự tin. Anh chính xác. Rất chính xác và tự tin. Anh tự tin lắm. Chính xác. Đấy thì xong cho Hiếu ván lên đây. Hiếu văn án chuẩn bị nhá. Mà Trần Văn Tùng hạng D. Với Trần Văn Tùng nào. Không thành công. Đánh một mà phải điều được bi hai thì quá khó. Rồi, lại cơ hội cho anh Trịch Bắc Linh, anh đi trịch rồi. Thật tốt. Tự tin đặt gậy là đánh. Đánh rất nhanh, rất khoát của anh Trịch Bắc Linh, tài năng trẻ của Bắc Linh. Trịch Bắc Linh đang đánh rất tự tin. Quá hay. Điều đâu ra đây. Quá chi tiết. Tỷ số được nâng lên 6-3 cho Trịch Bắc Linh.
Hay. Sáu ba cho anh Trịnh Bắc Linh. Không biết đâu, hay lắm đấy, B đấy. Phá hợp lệ. Có biết một có đường riêng không? Suýt chính xác. Quả đấy mà ăn thì khả năng là một chấm gian nào cho anh Trịnh Bắc Linh. May cho anh là trượt thì ra đạn. Chết cái rồi, cơ hội cho anh Trịnh Bắc Linh dọn bàn, kết thúc trận đấu. Ngay sau trận đấu này tôi sẽ đi vào trận đấu của anh Hiếu Vân Hán. Quá tự tin. Ui, máy cho anh tí nữa thì dính vào nhau. Còn 2 bi nữa thôi, anh Trịnh Bắc Linh cách chiến thắng có 2 viên bi nữa thôi. Rồi anh đánh rất tự tin. Vâng, xin chúc mừng Miễn rồi. Xin chúc mừng anh Trịnh Bắc Linh đã vượt qua Trường Xuân Công Chúa với tỷ số 7-3. Tiếp theo trên bàn số 3, Trần Văn Tùng gặp Hiếu Văn Hán.